Hello, con Phi xin kính chào tất cả quý vị khán giả trên kênh của Hội Thượng Viện BDS. Thì hôm nay là ngày 19 tháng 10 năm 2023 rồi cả nhà. Ngày mai là ngày 20 tháng 1. Thì một ngày đó là một ngày phụ nữ. Thì để con sẽ hỏi hết tất cả anh em tài xế cho nhân ngày 20 tháng 10 này có cái gì để gửi về ông bà cha mẹ anh chị hay là người yêu hay là vợ gì đó. Coi coi mình cái cảm xúc của mấy anh em như thế nào nha trong ngày quốc tế phụ nữ này như thế nào. Mỗi ngày là ngày ngày 20 là ngày của phụ nữ chứ không phải là quốc tế mình lỗi này. Thì vẫn là ngay chỗ địa chỉ 218 đường Tân Lập phường Dây Đồng B. Thì đây là đang bán cao xô bóp và massage không đồng nha cả nhà. Đó. Hai bên quá trời xe luôn, khách thì quá trời. Rồi đi vào công ty thì bạn hướng dẫn của khách nha cả nhà, có nhân viên hướng dẫn đồng hàng đó, và còn đang để được phòng trợ bánh xa. Xong chưa? Rồi đang trình đang bó thuốc nha cả nhà, bó thuốc cho cô bị gì vậy cô? Hello, chào cả nhà. Đó, kinh tỏ sao bó vợ? Nó đã học tới từ dưới này. Cô bị khớp gối nữa, sáng dịp khớp gối nữa. Rồi đây là Trinh, gương mặt thân quen của Hội Thiện Nguyện BDS cũng như kênh của Hội Thiện Nguyện nghe cả nhà. Rồi chào bà con đi em. Hello, chào quý vị khán giả. Thì con đang bó thuốc cho khách, đi cho cô. Hôm nay có gì đọc gì không? Hôm nay biết ngày giờ gì chưa? Hôm nay đúng không? Ừ. Hôm nay em nghe đồn là hôm nay là người phụ nữ có bà đấy. Hôm nay là 19, ngày mai mới là ngày phụ nữ. Ngày mai mới có đúng không? Đúng rồi. Thì bây giờ nhân dịp cái ngày 20 tháng 10 ngày của phụ nữ thì bây giờ em có gửi cái lời gì đến cho tất cả quý cô quý bà trên toàn thế giới cũng như gửi lời cho mẹ cho vợ em không? Có chứ. Đúng không? Tại bữa nay là công ty là con là không có gần gia đình. Mà điều đầu tiên là xin chúc mẹ con, chú quê cũng như mẹ vợ và người phụ nữ quyền lực. Đó là những người phụ nữ quyền lực và vợ con sức khỏe thôi. Luôn luôn được bình an, tâm bình an trong cuộc sống. Và chúc người phụ nữ nam thật là nhiều sức khỏe và có một ngày vui vẻ bên gia đình giống như là bên người chồng cũng như là bên người yêu. Rồi mong sẽ có những cái món quà giá trị đem đến cho đời như cô đây nè. Con chúc cô nhiều sức khỏe và lớn tuổi cũng chúc cô sức khỏe thôi và luôn luôn bình an. Dạ hay quá, cảm ơn Trần. Cái gì mạnh khỏe là của mình nè. Bạc là cô của ông mình. Rồi, dạ. Rồi cảm ơn một cái lời nhắn lời gửi của Trình. Thì đây là nam điều dưỡng nha cả nhà. Đó thì nhân ngày hôm nay 19 là nhân ngày 20 tháng 10. Ngày quốc tế ngày của cô phụ nữ. Em có gửi lời chúc gì cũng như các cô các quý vị quý bà trên toàn đại thế giới cũng như trên tờ gửi lời chúc cho vợ hay cho mẹ em gì không? Dạ nhân ngày 20 tháng 10 này con cũng xin chúc cho cả gia đình và nhất là chị em phụ nữ quý cô chú anh chị em được nhiều sức khỏe dồi dào nè, được thành công trong công việc cũng như là các anh chị mình các gia chị mình sẽ được tràn đầy niềm vui và hạnh phúc hơn. Tại vì không có phụ nữ phía sau á thì đàn ông chúng em cũng không có thể nào mà gánh vác được những cái phía ngoài của gia đình được đâu. Dạ thì nhân đây cũng xin chúc cho cả gia đình mình được một ngày 20 tháng 10 vui vẻ bên gia đình người thân, cũng là ngày hạnh phúc của chiều nữ mà. Rồi cảm ơn nam, đây là nam điều dưỡng nha cả nhà. Đó thì hiện tại là đang đo mà huyết áp cho đo nhịp tim của quý bà con trở lại đây là đây để xoa bóp. Đây con, đây là cái phòng massage của con. Đó, sử dụng cao miễn phí. Thì đây là anh Hằng thì cả nhà cũng biết rồi, cũng gắn bó với sư phụ cũng khoảng 85 năm nay rồi, tại em nội già chứ gì. Đó thì anh Hằng cũng theo sư phụ cũng là người đầu tiên lâu nhất rồi. Thì hôm nay là ngày trai mặt trai
Hôm nay ngày 19 tháng 10 và ngày mai là ngày 20 tháng 10 rồi. Không biết anh Hạnh có gửi lời chúc cho bà con sức khỏe ố lộc, chúc cho bà con trên thế giới cũng như trên kênh của mình với lại vợ, mẹ ở nhà không? Vuốt vậy. Ôi. À, gửi lời cho bà con kể chào quý khán giả. Xin chào tất cả cô chú anh chị các bạn đang xem trên YouTube Hồng Nguyễn VTS. Hôm nay là ngày 19, cũng ngày mai cũng là ngày 20 tháng 10. Thì nói chung là cũng là ngày tượng trưng cho tất cả phụ nữ Việt Nam, nhận cho tất cả như là cô dì tím, các chị em phụ nữ trên toàn thế giới nói riêng và đặc biệt là phụ nữ châu Á của chúng ta thật nhiều sức khỏe và thành công. Hết rồi hả? Cô này không chút. Cô này đang bị đau mỗi vai gái. Thì mọi khi tới đây thì sẽ hỗ trợ về vấn đề mà sao bóp cho trải nghiệm với dòng sản phẩm cao sao bóp như thế này hoàn toàn miễn phí. Thì cô chú nào mà cũng đã từng đến đây rồi thì cũng đã trải nghiệm rồi thì con xin để lại cái bình luận bên dưới cái hàng của bên tụi con như là các phục vụ có cái gì mà không phải thì để con cải thiện cho nó hoàn chỉnh hơn. Con cảm ơn, con chúc tất cả nhiều sức khỏe nha. Cảm ơn anh Hằng, con động con bay có một lời chúc thật là ý nghĩa trong nhân dịp ngày 20 tháng 10 như thế nào. Bây giờ theo con qua bên kho để gặp tất cả các anh em tài xế bên kia nha cả nhà. Đây thì mình qua bên phòng bên 38 kế bên nha cả nhà. Trước tiên mình qua bên đây đi, còn hai người đàn ông nữa. Đây, đây là cục cửa hàng 38. Thì ở bên đây thì cũng trưng bày tất cả các sản phẩm. Đó, cao to bóp, dầu gội, thảo mộc. Đây thì mới vô cái nhân viên của đây. Rồi. Đây là anh Sơn và Nhân. Thì bây giờ nhân cái ngày 20 tháng 10, ngày quốc tế của phụ nữ, ngày của phụ nữ, thì Nhân có gì lời chúc gửi cho ông bà, cha mẹ hay người yêu vậy không em? Dạ thì trước tiên thì con xin gửi tới mẹ của con trước, chúc mẹ ngày 20 tháng 10 vui vẻ và chúc các cô, các chị cũng như là các dì và có một ngày 20 tháng 10 thật là ý nghĩa, vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình của mình. Rồi người yêu? Người yêu chú có, người lấy gì chút. BD mà. Rồi, đây, chú già, anh Sơn. Hello, bây giờ quý vị khán giả. Nhân dịp ngày 20 tháng 10, Sơn xin chúc cho toàn thể phụ nữ trên thế giới, nói chung phụ nữ thế giới, nói riêng phụ nữ Việt Nam thật là đẹp, là vui vẻ với gia đình, hạnh phúc với gia đình. Dạ, con cũng chúc má và mấy chị ở nhà với hai đứa con nhiều hạnh phúc, vui vẻ với gia đình. Còn có chúc người ấy không? Người yêu thì vui vẻ với gia đình nha người yêu ơi. Đấy là ai? Người ấy là ai? Rồi, cảm ơn anh Sơn và Nhân. Bây giờ mình qua bên mấy anh em tài xế nghe cái nè. Có rồi. Lâu hết trơn rồi. Có ai nhà không? Không có đây. Chủ nhà đi vắng rồi. Đi vắng rồi ha, tạo phản ha. Rồi, sân tiện đây. Bây giờ anh hỏi người đầu từng người ha. Hỏi cái đèn trước đi. Ok. Rồi. Thì hôm nay là ngày Spanica. Con dịch ăn đi. Hôm nay là ngày 19 tháng 10. Ngày mai là 20 tháng 10. Em chúc một câu cho toàn thể quý vị phụ nữ cũng như gia đình ông bà cha mẹ hai không? Bên đều đẻ như nhà mình chúc tiếng không làm anh tình hay à cho năm chúc tiếng à. Em hả? Ừ, chúc tiếng em luôn, tại vì có nhiều người cũng giống em mà người ta không biết tiếng Việt là sao đúng không? Bây giờ em còn không biết tiếng Anh lấy gì chúc vậy mình không biết gì mình chúc tiếng Anh rồi vậy gì cái tiếng đó nó mới khó hơn em đó. Thôi giờ em nói tiếng Việt, em chúc tiếng Việt đi. Ok. Thì nhân dịp lễ 20 tháng 10 thì em thay mặt một phần của đàn ông toàn thế giới thì kính gửi lời chúc đến toàn thể chị em phụ nữ có một ngày của phụ nữ. Thì chúc cho toàn thể chị em phụ nữ Việt Nam toàn thế giới có một ngày ý nghĩa và hạnh phúc cùng gia đình, con cháu. Chúc chị em nhiều sức khỏe. Còn tặng riêng cho người ấy? Chắc chắn là phải có. Không có là tới công chuyện. Cái gì đó phải có cho Hậu Phương chứ. Hậu Phương là nơi
vững chắc của những cánh đàn ông, thì sau những công việc và những cái chuyến cầm vô lăng đường dài thì luôn có hậu phương đằng sau, thì hỗ trợ anh em hết mình. Thì đó, thì anh em dù gửi lời chúc đến toàn thể anh em, chị em phụ nữ thì chắc chắn là sẽ không thiếu hậu phương của anh em rồi. Thôi ok, cảm ơn Đen. Rồi, một lời cảm ơn ý nghĩa của chị nè. Thì đây, nhân báo sẽ gửi lời chúc cho tới tất cả chị em phụ nữ nè. Hôm nay là ngày 19, thì nhân dịp ngày 20 tháng 10 thì ngày mai thì em cũng xin chúc cho toàn thể phụ nữ trên toàn thế giới, cũng như là gửi lời chúc từ xa đến về nhà, như là cho mẹ, là nhân dịp ngày 20 cũng chúc mẹ có một buổi lễ thật hạnh phúc, nhiều sức khỏe và hạnh phúc bên gia đình. Dạ cũng đó. Thật sự thì đây cũng là cái lớn tuổi trưởng thành này, anh chúc một lời chúc cho nghe đã lỗ tai nè. Hôm nay là ngày 19 tháng 10, ngày mai là 20 tháng 10, chúc cho toàn phụ nữ trên thế giới có một ngày hạnh phúc bên gia đình. Rồi anh cũng chúc vợ và hai con ở nhà được mạnh khỏe, giữ gìn sức khỏe nha. Đi theo sư phụ giúp đỡ bà con bữa hai bữa, xin về thăm vợ con ở nhà chờ anh nha. Ok, cảm ơn lời của anh Sự. Rồi, nhân viên cũng lâu năm rồi, cũng theo sư phụ cũng lâu rồi. Báo cấp 1 thì báo báo cấp 1 là cấp 1 xe vợ. Quá thì báo luôn rồi. Ê báo. Báo sao? Rồi con xin chào quý diễn giả. Thì con cũng như mấy anh em thôi, cũng không biết nói gì nhiều, cũng văn chương thì không có. Thì con cũng chúc tất cả chị em phụ nữ cũng như là tất cả các bà mẹ trên toàn đất nước cũng như là ngoài nước thật là nhiều sức khỏe, an khang vô. Luôn có nhiều sức khỏe để thành công trên con đường của mình. Cũng ghi qua đây thì con cũng gửi lời chúc đến mẹ, và sau đó là cũng như là cô cũng là người mẹ thứ hai của tụi con. Chúc cô và mẹ được nhiều sức khỏe, luôn sống lâu thật lâu với tụi con, nhất là cô, cũng như là cùng đồng hành với sư phụ lâu dài hơn, cũng như là đồng hành với tất cả các em tài xế để phục vụ và giúp đỡ nhiều bà con nhiều hơn. Và cũng qua đây thì con cũng gửi lời chúc đến gia đình nhỏ, chúc hai người con gái ở nhà thật là nhiều sức khỏe, cũng như là luôn thành công trên con đường mà em đã chọn, và cũng như là con gái ở nhà luôn mạnh khỏe và nghe lời ông bà nội để học tập tốt hơn, để sau này trưởng thành và là một cái niềm tự hào của tất cả mọi người. Thì nãy giờ con cũng tất cả các anh em cũng như anh em tài xế như bên anh em massage thì cũng đã gửi lời chúc hết tất cả cho các bà mẹ trên toàn thế giới nói chung, cũng như các bậc cha mẹ của mấy anh em nói riêng. Thì con qua đây con cũng gửi xin gửi lời chúc cho tất cả người mẹ trên thế giới, cũng như cô Thủy và mẹ con, một ngày 20 tháng 10 thật là tràn đầy ý nghĩa và sức khỏe dồi dào. Rồi con xin hẹn lại một cái clip của 20 tháng 10. Con xin chào tất cả quý vị khán giả và hẹn một clip khác. Xin chào và hẹn gặp lại nữa nè.